về xe máy. À, 8. Anh Đức mang về xe máy. 40. Lên. Nope. Anh Vinh mang size rất nhỏ. Cái bằng ngọc chạy được kìa. Anh Vinh mà mang size rất nhỏ. Trong cái sự hỗ trợ hả? Từ tất cả mọi nơi em chưa bao giờ vùi dập anh. Mà anh nở lòng ta. Ngân, em không về xe máy. Người ta là ngọc nữ. Ngân. Ngân là 39. 39 thì đâu có liên quan gì đâu. Em cũng bị đạp nè. Bị bầm luôn. Đúng, nhưng mà anh Ngân là mang giày múa. Còn cái đó là một đôi guốc. Một đôi guốc. Vậy thôi. Phía trong rất dày. Bàn chân đó không thể nào qua anh Đức được. Đúng rồi. Bàn chân đó chắc chắn không thể nào. Tại vì anh Đức lúc đó đang bận cổng em rồi. Đúng rồi. Cái bao rớt xuống cái bình. Mình nghĩ đó là em. Không bao giờ anh có được những hành động mà có thể đạt được mặt em. Không, em nghĩ lúc đó là mình sợ ý thôi. Đúng rồi. Không, em đeo bịt mắt mà. Anh là rất là kỹ tính. Anh vừa đỡ cho Ngọc ở trên để cho Ngân ở trên để không có bị đung đưa gì hết. Nhưng bên ở dưới anh vẫn rất là chắc. Anh né luôn từng bàn chân của cái người ở dưới cổng em nữa. Nhưng mà em cảm nhận được cái lớp đụng rất dày. Mà ở trong này anh Vinh thì không thể nào đụng dày. Đúng rồi. Vậy là chị anh Giang. Nè. Anh Giang đứng ở ngoài. Nè. Mất đối thường. Nè, coi cho coi nè. Tôi chưa bao giờ biết mang giày độn là gì. Rất đau mà. Lùng chấp nhận lùng. Đi thôi quá. Trời ơi, ai mới con chay nước mắm vậy? Mọi người sao vậy? Cái mùa đẹp chân như vậy mà mọi người chê. Em thích cái mã, cho anh nó mượn hửi. Cho bé Ngân mượn chiếc giày hửi. Đây, để bé đúng quạt rồi, đúng rồi. Rồi. Tối về Ngân ôm ngủ luôn nha. Mọi người không biết hả, tối Ngân có sở thích đắp dớ lên mặt ngủ. What? Ta đắp mặt nạ, Ngân đắp dớ. Sao anh biết? Ngân rất thích những mùi như thế này. Sao anh biết là sao anh quay cho anh ngồi vậy? Chết, anh vừa mới nói gì? Vậy anh nói gì rõ hết mọi người biết. À, hóa ra hai người ở gần nhau ngay cả buổi tối rồi. Nhà Ngân ở quận nhất, nhà quận 5 rồi. Đúng rồi, đúng rồi. Đúng rồi. Những khoảnh khắc trước khi đi ngủ mà được thấy là phải là ở gần đó. Đúng rồi. Không, tại vì có những lúc mình gọi video call nữa. Đó, đúng rồi. Trước khi ngủ thì có thể là người thân bằng là Kim Ngân ơi. Anh Đức nghe em là kiểu như anh Đức tâm sự là hôm bữa mà cái ngày chị biết cái ngày mà video call với em dài nhất là bao lâu không? 5 tiếng. Chị kể về nụ hôn với chị Nam Thư. Nguyên đêm anh thức, anh Đức không ngủ được, anh trằn trọc. Ức ngủ không? Cái câu chuyện đấy không có gì hài đúng không? Không có gì buồn cười mà tôi cũng cảm như thế. Mấy ơi, chơi chị quay chưa mấy đứa? Chơi chị bịt muối qua chưa? Ủa sao vậy mọi người? Có vẻ như nó cáo bỏ cái nụ hôn của chị Thư với anh Đức vậy? Vấn đề là chị không muốn chối bỏ nhưng chị thực sự là không muốn nhắc lại. Thế Vinh. Nè. Hả? Có thể là bạn mười mấy năm đúng. Lúc đấy em bóp xong cái em. Nhưng nếu đụng tới Dương Thế Vinh thì coi như tình bạn đó không còn. Chả cái quạt, chả cái quạt, chả cái quạt, chả cái quạt. Đụng gì cũng được luôn hả? Không. Từ trước giờ nghe tới một người tình màn bạc. Người tình truyền hình à, người tình sân khấu. Bây giờ có người tình game show. Nhưng mà mày sổ sài như vậy mà lúc nào anh Vinh tao cũng thấy anh Vinh chăng dựng lên một cái tấm màn. Té mà chưa qua hả? Thái độ Ngọc rất là khinh thường luôn á. Coi thường đang rát cái mặt đúng không? Đúng rồi. Tại vì hồi nãy Ngọc đâu có bị đạp một lần đâu. Ngọc bị đạp 1, 2, 3, 4 lần. Câu chuyện cũng có nhớ có thương có đau thì cũng 1, 2, 3, 4, 0, 3, 3 đúng 1, 2, 3, 4, 0, 3, 3 đúng 1, 2, 3, 4.
luôn. Lên à, bữa sau lại câu chuyện này từ mùa kia đến mùa này không có gì mới hết. Đúng rồi, mối tình này nó ok thế. Bây giờ là game 1 mình quay rồi, bắt đầu từ game 2 chị sẽ sử dụng chiến dịch mới. Yeah. Tức là chị sẽ rùa quấn trên cái dịch mới. Ê, sắp tới là bé Ngọc ra MV mới đó. Yeah. Thôi, tôi rút lui. Ngày quá, quay từ sáng đến giờ không ngủ được mọi người. Bệnh, đang bệnh đi cả. Đang bệnh. Trời, nóng thiệt luôn á mọi người. Em cứ việc chăm sóc thôi, em không cần nói em thay mấy người kia đâu. Tối ngày cứ đi chọc ghẹo anh hoài rồi, thấy cô đơn chọc ghẹo anh. Tối ngày cứ đi chọc ghẹo anh hoài. Do you wanna build a snowman? Ôi hoàng tử, hãy tha thứ cho người em gái bị trúng lời nguyền. Chính là thiếp đã hát bài đó, em gái đã nhận lấy hậu quả rồi. Xin đừng làm mọi việc tồi hơn. Em thấy anh cô đơn, em tội nghiệp. Em cứ nhào tới, trời nhào tới thẳng luôn chứ đừng có nhắc tới những người kia đúng không? Đừng khổ, mệt, rồi bệnh. Mọi người ơi đừng có đụng chạm. Ở đây là ai cũng biết chị Dạ có chồng, chị Thư có người yêu, anh Đức cũng chưa có người yêu. Em có chưa? Em có chưa? Em có người yêu chưa? Anh đừng hỏi câu đó. Thấy chưa? Nói cho thấy chưa? Anh tổn thương. Quý Ngân lúc nào cũng nói là chưa có người yêu, đừng có người yêu nha. Giấu. Nè em không hề giấu luôn nha. Bỏ em là có tìm hiểu. Em có tìm hiểu. Có đang tìm nhưng mà chưa hiểu lắm. Vậy thì cần gì tìm nó nữa. Người đàn ông em yêu đôi khi có những phút giây yêu đôi không rời. Sao tận trên trời gần ngay trước mắt à. Anh là tự nhiên anh lại có một cái gu là thích những người gái tóc đỏ. Tóc đỏ. Có chàng trai diệt lên cây, lời yêu thương cô gái ấy, môi tình như gió như mây, nhiều năm trôi qua vẫn thấy. Còn thời gian ngừng trôi ngay bất phân, dặn dứt triêm giáo trong hư vô hư vô. Quỳnh Vân sẽ không buông tay mùi đâu, sẽ không rơi xa mùi nè. Đẹp dịu dáng của mùi chình lá thư huynh phải bao về suốt đời.